Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Vật. Thì nếu như mọi người đang cần tìm một thiết bị có thể là cuộn lại những cuộn tem nhãn sau khi in ra một cách thật gọn gàng và chuyên nghiệp để mình có thể là thuận tiện trong việc cất giữ hoặc là mang đi lại di chuyển, thì đây bên cạnh đây, đây là một dòng máy lý tưởng để mình có thể thực hiện việc đó. Chiếc máy em muốn giới thiệu mọi người có model đó là Godet T20. Thì mọi người hãy cùng em khám phá xem chi tiết bên trong chiếc máy này nhé. Thì đây là chiếc máy mà em muốn giới thiệu với mọi người. Thì em sẽ mở ra cho mọi người xem bên trong nó sẽ đi kèm những phụ kiện gì và hình dáng như thế nào. Đây bên ngoài thì nó đóng được khá là kỹ nha mọi người. Đây, bên thì là cái hộp ha. Đây là cái thân máy này mọi người ha. Để em lấy ra cho mình xem được. Đây, em sẽ mở phần bình bóng ra. Đây mọi người có thể xem từ đây nó sẽ có, đây là hình dáng của máy ha. Còn đây là cái hộp phụ kiện đi kèm này. Em mở ra cho mọi người xem bên trong nó có những gì ha. Đi mới ha. Đây. Đầu tiên thì cái này là cái loại để mình có thể là chấm như này lại, mục đích là để giữ cái giấy theo kích thước ha. Một cái quyển sổ, đây là cái sổ hướng dẫn sử dụng, lắp đặt nó như thế nào này, trong quyển sổ ghi chi tiết này lắp đặt như thế nào sử dụng. Còn đây là một cái thân để mà mình có thể nạp cái giấy lại, có thể nạp cái giấy lại giữ cố định cái giấy lại đó, để cho nó cố định lại ban đầu nha mọi người. Đây, tiếp theo mở cửa trong. Đây là cục adapter thôi mọi người nha. Adapter thì nó đi với dây nguồn nha mọi người. Đấy, có adapter và dây nguồn. Còn thứ hai đây là cái lõi để tùy theo cái lõi giấy của mình lớn hay nhỏ thì nó có số loại như 1.5 inch và loại 38 mm và loại 3 inch nhé, có hai loại chính là 1.5 inch và loại 3 inch, 1.5 inch là tương đương với 38 mm và loại 3 inch nhé. Cái này là để theo cái loại giấy thì nó sẽ cố định cái giấy lại không để giấy không bị chảy ban đầu. Đó là những cái tiện ích này. Đây thì đây là cái phần quan trọng nhất, đây là cái thân máy mọi người có thể nhìn qua để xem hình dáng của nó ha. Đầu tiên nếu mà để nhận xét thì bên ngoài cái bàn đế nhìn khá là chắc chắn, và cái màu sắc thiết kế của nó thì cũng khá là đẹp mắt ha, khá là tinh tế đẹp mắt. Đây mọi người có thể nhìn qua thì đây là cái cần cảm biến ha, để nó có thể là biết được lúc nào mà căng giấy thì nó sẽ ngừng cuốn, lúc nào có máy in ra thì nó sẽ cuốn, thì nó sẽ tự động cuốn á. Khi nào mà máy không in thì nó sẽ dừng không cuốn á. Khi nào máy có in thì nó sẽ biết được thì nó cuốn á. Thì mục đích của cái cần cảm biến này. Còn phía trên này đây là cái cần trục để mình có thể là gác được cái giấy. Cái này thì theo thông số thì nó là 7 inch nha mọi người. Kích thước của nó là 7 inch. Đơn vị là inch nhá, 7 inch đó. Cái máy này thì nó thì có thể là cuốn được cả hai chiều thuần hoặc là chiều nghịch, mình có thể điều khiển. Và bên hông nó cũng có một cái đây để mình có thể là điều chỉnh được cái tốc độ cuốn của chiếc máy này. Đây mọi người có thể xem mục đích nó là điều chỉnh cái tốc độ cuốn, có thể xoay để điều chỉnh tốc độ cuốn, rất là tiện lợi ha, rất là hay. Nó cũng không quá to nhá, nếu mọi người hay xem đặt trên bàn này nó cũng không quá lớn kích thước. Thì tiếp theo em sẽ gắn vào một chiếc máy in và in thử, sau đó cho nó tự động cuốn thử để cho mọi người xem thử cái khả năng cuốn của chiếc máy này, mọi người cùng em theo dõi. Thì bây giờ em sẽ tiến hành in thử cho cái chiếc máy này nó có thể tự cuốn. Thì hiện tại em đang lắp đặt sẵn rồi nha mọi người. Thì cái này thì nó lắp đặt khá là dễ dàng ha, mình kéo cái này ra này, trong này thì mình có thể là gắn cái lõi vào, để cái lõi này vào, tại vì cái lõi như mọi người biết là mình có thể là lắp được cái lõi 1.5 inch hoặc là 3 inch hoặc là cái lõi nhỏ vào trong này. Lắp sau khi lắp xong thì mình có thể là mình kéo cái để cái này vào này, đó, cho nó vừa khớp, mình có thể khóa lại. Phía dưới này cũng vậy, thì mình có thể là tùy thuộc theo cái kích thước giấy của mình thì mình có thể là điều chỉnh những cái gác giấy chắn này lại để cho nó vừa khớp, để nó không bị chảy lật qua lật về.
để cho cái cồn dế của mình nó được ngay ngắn và nó được chặt hơn đó. Thêm một cái nữa em muốn giới thiệu đó là chiếc máy này nó có thể được quay ngược hoặc quay xuôi theo chiều mà mình muốn ha. Đó thì ví dụ bây giờ em sẽ thế này, đi thử cho mọi người xem cái quay của nó nhá. Đây nó từ cuộc quay của nó này đó. Sau khi chiếc máy in ra thì chiếc máy này nó sẽ tự động cuốn lại, mọi người thấy không, khi mà cuốn hết giấy nó sẽ tự động ngừng đó. Và cái máy cuốn giấy này thì em có thể là điều chỉnh cái tốc độ quay của nó. Và một cái điều đặc biệt, chiếc máy cuốn giấy này nó hoạt động độc lập ha, nó không liên quan gì tới các dòng máy in hết, nên mọi người có thể sử dụng bất kỳ cái dòng máy in nào để mình sử dụng chung với cái máy cuốn giấy này. Thì tại vì mặc định là cái máy in ra thì nó sẽ tự động cuốn, mình có thể điều chỉnh cái tốc độ cuốn nhanh hơn hoặc chậm hơn để cho nó phù hợp với lại cái tốc độ in đó. Mọi người thấy không, nó sẽ tự động cuốn đó. Nếu như khi mà hết lần in thì nó sẽ tự động dừng đó, mọi người thấy không, khi mà hết lần in thì nó sẽ tự động thường dừng, tại vì nó có cái nguyên lý cái cần đây, mọi người thấy không, khi mà nó căng lên thì nó sẽ không có cuốn đó. Khi mà nó hạ xuống thì có nghĩa là giấy đang thông ra, giấy đang in ra thì nó sẽ tự động cuốn cái này lại. Đó là cái khả năng thì anh sẽ tăng cái tốc độ in của chiếc máy in lên để xem nó có thể cuốn như thế nào ha. Đó, như em nói là nó có thể mình có thể là tăng cái, mình có thể là điều chỉnh cái tốc độ cuốn của chiếc máy cuốn giấy này, tại vì phía sau nó có cái chỗ cho mình điều chỉnh nhé. Đây, em sẽ tăng cái tốc độ in lên ha. Đây, mọi người có thể thấy nó in nhanh hơn này. Thì đó nó cũng cuốn này, cuốn kịp này. Nếu như nó cuốn không kịp thì bên hông này mình có cái chỗ để mình điều chỉnh cái tốc độ cuốn này. Đấy, mọi người thấy không? Hiện tại em đang để mặc định là một nửa thôi, mình có thể tăng cái tốc độ cuốn lên. Ở trước này nó có cái chỗ để mình hướng dẫn nó quay xuôi như thế nào, quay ngược như thế nào, nó có thể quay được hai chiều. Đó, nó rất tiện lợi cuốn. Thì trong cái chỗ cái thước của nó là 7 in nha mọi người, mình có thể là lắp được quần giấy 7 in. Đây, với lại là khi mà mình sử dụng cái lọ nhỏ đó hoặc mình muốn sử dụng cái lọ to thì mình sẽ gắn thêm những cái này vô trong đi kèm với máy, nó sẽ đi, mình sẽ gắn vô để nó vừa khớp với cái giấy để nó không bị tẩy cái lọ, để nó cuốn thể chặt hơn đó, và như tùy theo kích thước giấy của mình ha. Thì đó là cơ bản, thì em sẽ in tiếp thêm một lần nữa cho mọi người xem cái khả năng in ấn cũng như là cuốn của chiếc máy này. Như em vừa nói lúc này thì nó có thể kết hợp với bất kỳ chiếc máy in nào để mình có thể là sử dụng, tại vì nó hoạt động độc lập, mình chỉ cần để ngay ngắn phía trước này nó có thể tự động cuốn. Thì em đang sử dụng chiếc máy in 412 để in ha. Đó, mọi người có thể xem ha, vì cách hoạt động và nguyên lý của chiếc máy này. Thì vừa rồi em đã tiến hành in thử cho cái chiếc máy cuốn giấy Godet T20 này, nó cuốn thử cho mọi người xem về khả năng vận hành hoạt động của chiếc máy này và một số thông số cơ bản của chiếc máy này. Đây sản phẩm mà em vừa cuốn cho mọi người có thể xem này. Này, cầm nó rất là chắc chắn nhá. Cái này rất là chắc chắn, nó cuốn rất là chặt ở trong này. Nếu mà mình muốn càng chặt thì mình có thể tăng cái tốc độ cuốn nó lên cao lên thì nó sẽ chặt hơn nữa. Nên mình có thể điều chỉnh. Đây, mọi người có thể thấy ha. Nếu cái sản phẩm này nó rất là tiện lợi dễ dàng, để sau khi mình có thể để in hàng loạt. Sau đó thì mình sẽ cuốn xong rồi mình sẽ di chuyển mang về kho hoặc là dán sau hay tận dụng những cái việc gì đó khác. Vậy này. Nếu như mọi người có bất kỳ thắc mắc hoặc là cần thêm bất kỳ thông tin gì về chiếc máy cuốn giấy Godet T20 này, mọi người có thể liên hệ tới công ty Thế Giới Bảo Vật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thegioibaovat.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.